Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thư của nha khoa GTGT đây. Hằng ngày thì nha khoa GTGT đón rất là nhiều quý phụ huynh dắt con đến để thăm khám và tư vấn niềng răng sớm. Thì một trong những câu hỏi mà các bác sĩ thường xuyên nhận được đó là trong quá trình niềng răng như vậy thì bé không ăn uống được, thì bé có bị gầy đi không? Thì hôm nay hãy cùng bác sĩ Thư tìm hiểu xem là niềng răng có làm cho bé bị gầy đi hay không nhé. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái ca. Đây là một cái cậu bé đến nha khoa với cái tình trạng là mớm. Thì đây là tình trạng răng của cậu bé này. Răng phía trước cắn ngược, rồi ở phía sau tất cả những cái vùng răng sau này do cậu bé bị mất răng sớm và sâu răng sớm, cho nên là vùng phía sau này các bạn nhìn thấy là dường như là đã mất hết tất cả các răng. Ở trên này thì đã mọc được một số răng nhưng mà vẫn còn những cái chỗ trống. Thì với cái hàm răng này các bạn nghĩ là cậu bé có thể ăn uống tốt được hay không? Thì đây là cái minh chứng là mẹ nhìn ngoài mặt thì cậu bé khá là ốm đúng không? Ba mẹ nói là ở nhà bé không chịu ăn, gọi là không chăm ăn, có vẻ là do cái hàm răng không tốt, ăn nhai không tốt. Rồi thì cậu bé đến với nha khoa thì được chỉ định là sẽ gắn một số cái khí cụ ở trong miệng, xong rồi và kết hợp đeo ý khúc khí cụ ngoài mặt để chỉnh mớm. Thì mặc dù là thấy những cái khí cụ trong miệng này khá là rườm rà đúng không ạ, nhưng mà các bạn hãy chờ xem cái kết quả. Chỉ sau 4 tháng niềng răng thôi mà cậu bé đã thay đổi như thế nào nha. Đây là hình ảnh cậu bé sau 4 tháng niềng răng, các bạn có bất ngờ không ạ? Thì đến các bác sĩ khi nhìn lại cái hình chụp cũng khá là bất ngờ. Thì hỏi ra thì ba mẹ nói là sau khi niềng răng thì chắc là có cái khí cụ trong miệng cho nên là bé nó ăn nhai được tốt hơn, với kèm theo đó là các điều trị răng miệng khác thì bé nó ăn nhai tốt hơn, cho nên là hiện tại bé nó rất là tròn chỉnh và đáng yêu đúng không ạ? Hay nhìn lại cái hai cái hình này thì nếu như không nói cùng một người các bạn có thể nhận ra được hay không? Trên đây bác sĩ Thư vừa chia sẻ với các bạn một cái ca để chứng minh là niềng răng thì không làm gầy đi đúng không ạ? Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc hay là vẫn chưa tin là niềng răng không làm ốm đi thì hãy comment bên nha khoa GTGT sẽ lên những video tiếp theo thắc mắc cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.